Đến 11 giờ 30 trưa ngày 15 tháng 9 2014, xe bưu chính bay xuống Hồ Tây đã được các cơ quan chức năng đưa đi khỏi hiện trường. Trước đó khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, xe ô tô mang biển kiểm soát 30B5197 đang chạy trên đường ven hồ đoạn trước nhà số 193 thuộc phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội đã mất lái lao xuống Hồ Tây. Nhiều người dân chứng kiến vụ việc cho biết khi đó tài xế phóng nhanh không kiểm soát được tốc độ nên đã gặp nạn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, biển số xe đã được tháo bỏ. Tại hiện trường, bên ngoài xe gặp nạn có ghi dòng chữ xe chuyển phát nhanh của bưu chính Viettel. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Được biết, khi xảy ra tai nạn, trên xe có một lái xe và tài xế đã đi khỏi hiện trường.